Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 13 tháng 5 thì Xuân Đỉnh lại tiếp tục khui cho các bác hai cặp loa bãi Nhật. Và đây là hai cặp loa bãi vừa khui còn nguyên zin, đã test là hoạt động tốt. Có một cặp loa Chio LS202. Cặp này về trong tình trạng là một chiếc loa xấu, một chiếc loa đẹp, hàng nguyên bản zin tuyệt đối. Một cặp loa Technic SB2170 bát 28, một chung, một tép còi. Dòng này thì tiếng rất là hay. Kết cấu thì giống đặc với những dòng loa Pioneer 77A, nhưng giá tiền thì lại mềm mại hơn rất là nhiều. Và đây là hai cặp loa sẽ có mức giá rất là tốt trong video buổi trưa ngày hôm nay. Tuy rằng nó có xấu, nhưng Xuân Đỉnh cũng nói rõ với các bác là tả chi tiết tình trạng, và quan trọng nhất vẫn là cái mức giá tiền, và loa là nguyên zin tuyệt đối luôn. Đấy, các bác nào mà không quá quan trọng về hình thức mà cần chất âm hay thì các bác alo Xuân Đỉnh. Cặp Chio LS202. Đấy, cặp này thì chiếc thùng này rất đẹp, thùng góc cạnh luôn. Đấy, loa thì đã test hoạt động tốt rồi. Chio 202 thì được mệnh danh là dòng loa JBL của Nhật, vì kết cấu của loa này thì giống đặc với những dòng loa Nhật và giống đặc với dòng loa Mỹ JBL. Nguyên bụi bẩn nhé, cái này chỉ lau qua một chút là sẽ sạch thôi. LS202 bát 25, xương của nó xương thép, gân vải xếp tẩm dầu màng giấy. Ở dòng này thì chất âm rất là hay khi các bác nghe nhạc vàng Bolero trữ tình. Hôm nay thì Xuân Đỉnh bán cũng rất là nhiều rồi. Các bác nào mà nghe qua cái dòng Chio 202 này thì các bác sẽ mê luôn, vì cái giá tiền nếu như một cái cặp đẹp thì nó đang có mức giá từ 6 triệu rưỡi đến 7 triệu. Đấy, chiếc bên này là xuất sắc này. Còn chiếc bên này thì nó xấu. Xấu nhưng mà vẫn nói rõ với các bác là loa zin tuyệt đối. Xấu là cạnh nó hơi sườm một chút xíu. Nhận trong một cái lô hàng thì có loa xấu, loa đẹp. Đấy, thùng nó chỉ có sườm thôi nhé, chứ không có bể nở gì cả. Sườm xấu một chút này. Chio LS202 trở kháng 8 ohm, công suất là 100W. Thì cặp này Xuân Đỉnh xả rẻ bằng một nửa so với cặp loa đẹp. Nên là cặp này thì hiện tại Xuân Đỉnh đang bán mức giá là 3,4 triệu. Tiếng rất là tốt. Đấy, nếu như bình thường các shop khác thì người ta sẽ tháo hết củ loa với cả hệ thống phân tần, người ta bán tách lẻ thì sẽ được lời hơn. Nhưng ở đây thì Xuân Đỉnh về như nào thì bán đúng như vậy. Quan trọng nhất là loa zin và đã test là hoạt động tốt. Cái căng của nó cũng vậy, một chiếc căng đẹp và một chiếc căng xấu. Đấy, giá thì bằng một nửa thị trường. Mức giá là chỉ có 3,4 triệu đồng. Loa Chio, model của nó là LS202, mệnh danh dòng loa JBL của Nhật. Tiếng thì rất là tuyệt vời rồi. Bác nào có nhu cầu thì cứ qua trực tiếp để chỉ cửa hàng để các bác thẩm âm. Còn loa thì đã test là hoạt động rất là tốt. Cặp số 2 là cặp Technic SB2170. Cặp này thì căng cước còn đầy đủ, tem mác đầy đủ và loa còn rất là đẹp. Đẹp từng góc cạnh luôn. Technic SB2170 này thì nó có cấu hình là một bát 28, một chung 14 và một tép còi. Loa có trở kháng 8 ohm, công suất là 120W, độ nhạy 93 decibel. Đây thông số cặp loa. Cặp loa này thì có kích thước chiều cao là 80, chiều ngang nó là 37, chiều sâu nó đạt là 29. Loa đồng đều và đẹp, tuyến loa zin tuyệt đối từ gân đến màng, góc cạnh thùng này rất là mới luôn. Đây không phải. Hàng bãi thì không thể tránh khỏi được những cái vết chầy xước, nhưng quan trọng nhất là hàng nó phải là nguyên bản, góc cạnh thùng đẹp hay xấu thì Xuân Đỉnh cũng đều tả chi tiết cho các bác. Cặp loa Technic SB2170 này thì tiếng nó rất là hay và rất dễ phối ghép. Các bác ghép tốt với những dòng âm ly Pioneer như 6800 mắc đôi, hoặc là những dòng 7000, 7700, 7900, vừa tiền đánh những cặp này rất là hay và chơi rất tốt với diện tích phòng từ 30-40m². Tuyến loa đẹp, góc cạnh thùng vuông thành sát cạnh, lỗ tông hơi phía trước. Cặp loa này thì cửa hàng Xuân Đỉnh giao lưu với các bác mức giá chỉ có 4 triệu đồng. Loa bãi Nhật nguyên zin, hàng đẹp mà giá rẻ. Cặp Chio LS202 mức giá chỉ có 3,4 triệu đồng. Đấy, giá rẻ bằng một nửa so với cặp đẹp, mà đây là một chiếc đẹp, một chiếc xấu. Đấy, loa là zin tuyệt đối, đã test là tiếng rất là tốt rồi. Đây là hai cặp loa Xuân Đỉnh vừa quay chi tiết trong video buổi trưa hôm nay. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Và các bác có nhu cầu thì alo trực tiếp Xuân Đỉnh theo số điện thoại trên bài. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại.